Chào mừng các em đến với hệ thống bài giảng của lời giải chấm com. Ở bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta các bài tập trong bài nhân đơn thức với đa thức. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Bài số 1. Làm tính nhân. 1. X bình phương nhân với 5x mũ 3 trừ x trừ 1 phần 2. Đây thực chất là thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức. Chúng ta tiến hành làm như sau. Bằng x bình phương nhân với 5x mũ 3 cộng với x bình phương nhân với âm x cộng với x bình phương nhân âm 1 phần 2 và bằng 5 x bình nhân x mũ 3 là x mũ 5 cộng với x bình nhân âm x dương nhân âm là âm x bình nhân x là x mũ 3 x bình nhân âm 1 phần 2 là âm 1 phần 2x. Chúng ta xong bài IA. Sang IB. 3xy trừ x bình phương cộng với y nhân với 2 phần 3 x bình phương y. Chúng ta tiến hành nhân đa thức này với đơn thức. Chúng ta nhân từng hạng tử của đa thức với đơn thức nhé. Bằng 3xy nhân với 2 phần 3 x bình phương y cộng với âm x bình phương nhân với 2 phần 3 x bình phương y cộng với y nhân với 2 phần 3 x bình phương y bằng. Chúng ta rút gọn 3, rút gọn cho 3 này. Vậy còn là 2. 2. X nhân x bình là x mũ 3. Y nhân y là y bình phương. Ở đây là âm 1 nhân 2 phần 3 là âm 2 phần 3. X bình phương nhân x bình phương là x mũ 4. Y. 2 phần 3 cộng 2 phần 3. X bình phương. Y nhân y là thành y bình phương. Là y B. Y C này. 4x mũ 3 trừ 5xy. 4x mũ 3 trừ đến 5xy cộng 2x nhân với âm 1 phần 2xy. Âm 1 phần 2xy. Chúng ta biến đổi. Bằng 4x mũ 3 nhân với âm 1 phần 2xy cộng với âm 5xy nhân với âm 1 phần 2xy cộng với 2x nhân với âm 1 phần 2xy. Đấy. Chúng ta ghi 4 nhân âm 1 phần 2 là âm 2. X mũ 3 nhân x là x mũ 4. Còn lại là y. Âm 5 nhân âm 1 phần 2 trở thành cộng 5 phần 2. Các bạn nhớ nhé, âm nhân âm là ra dương. X nhân x là x mũ 2. Y nhân y là y mũ 2. Chúng ta có thể đọc x mũ 2 là y là x bình phương. Mũ 2 là y bình phương nhé. 2 nhân âm 1 phần 2 là âm 1 thì ta viết âm. X nhân x là x bình phương. Còn lại là y. Đây là kết quả cuối cùng của y C. Như vậy là chúng ta xong bài số 1. Chuyển qua bài số 2. Bài số 2 nha. Thực hiện phép nhân rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức.
IA chúng ta sẽ rút gọn trước, sau đó chúng ta thay x bằng âm 6, y bằng 8 vào biểu thức để chúng ta tính giá trị của biểu thức nhé. IA này, đây là bài số 2. X nhân với x trừ y cộng với y nhân với x cộng y. Chúng ta tiến hành thực hiện phép nhân. X nhân x là x bình phương. X nhân âm y là thành âm x y. Y nhân x là cộng với y x. Mà y x thì ta viết thành x y do phép nhân có tính chất giao hoán. Tiếp tục, x nhân y là y bình phương. Và như vậy, ta sẽ rút gọn âm y là hết, vậy là phần x bình là x mũ 2 cộng y mũ 2. X mũ 2 cộng y mũ 2. Như vậy là ta đã nhân và rút gọn xong. Bây giờ ta sẽ tính giá trị biểu thức tại x bằng âm 6, y bằng 8. Ta sẽ ghi với x bằng âm 6 và chấm phẩy y bằng 8. Thay vào biểu thức ta được. Thay vào biểu thức ta được. X mũ 2 cộng y mũ 2 bằng, ta sẽ thay x bằng âm 6 và lên x mũ 2, vậy là âm 6 tất cả mũ 2 cộng với y mũ 2, đây là y bằng 8, vậy là 8 mũ 2 bằng, cái này bằng 36 cộng 8 bình phương, 8 mũ 2 là 64, vậy kết quả là bằng 100. Ta có thể trả lời vậy là với x bằng âm 6, y bằng 8 thì giá trị của biểu thức sẽ là 100 nha. Rồi, chúng ta sang ý thứ hai, ý B. Các bạn quan sát nha. Ý B. Bài 2 ý B này. Ta chép lại được bài x nhân với x mũ 2 trừ y. Trừ đi x mũ 2 nhân với x cộng y. Cộng với y nhân với x mũ 2 trừ x. Trước tiên chúng ta sẽ rút gọn cái biểu thức này. Tên bằng x nhân x mũ 2 là x mũ 3. X nhân âm y là âm x y. Âm x bình nhân x là âm x mũ 3. Âm x bình nhân y là âm x bình y. Y nhân x bình thì thầy viết thành x bình y, vậy phép nhân có tính chất giao hoán. Y nhân âm x là âm y x thì thầy viết thành âm x y. Sau đó các bạn thấy này, x mũ 3, âm x mũ 3 rút gọn hết, trái dấu đúng không, hai số đối nhau. Âm x bình y với x bình y cũng hết, rút gọn hết. Vậy còn lại là âm y. Đây âm y nữa. Được chưa? Và ở đây hai đơn thức đồng dạng và giống hệt nhau. Hệ số là âm 1, âm 1 là âm 1 là âm 2. Viết chung phần biến x y, vậy kết quả là âm 2 y. Bây giờ chúng ta sẽ thay với x bằng 1 phần 2, y bằng âm 100. Ta ghi với x là bằng 1 phần 2, y bằng 100 nhé. Y bằng âm 100. Y bằng âm 100. Ta thay vào biểu thức ta được. Thay vào biểu thức ta được. Âm 2xy bằng, được chúng ta đã rút gọn này, âm 2y đúng không? Âm 2y bằng âm 2, x ta thay bởi 1 phần 2, y ta thay bởi âm 100. Ta rút gọn nhanh, 2 rút gọn cho 2. Còn đây là âm nhân âm là ra dương rồi, vậy để tròn 100. Ta trả lời là vậy, tại x bằng 1 phần 2, y bằng âm 100,
thì giá trị của thức là 100. Được chưa? Đây là cái bài 2 IB. Chúng ta chuyển qua bài số 3. Bài số 3 là một bài tìm x. Các bạn quan sát, thầy sẽ hướng dẫn các bạn từng ý một. Bài số 3 tìm x câu A. 3x nhân với 12x trừ 4 trừ đi 9x nhân với 4x trừ 3 bằng 30. Chúng ta sẽ rút gọn, sau đó là tìm x nhé. Biến đổi 3x nhân 12x là bằng 3 nhân 12 là 36. X trên x là x bình phương. 36x bình phương. 3x nhân âm 4. 3 nhân âm 4 bằng âm 12, 12x, âm 12x. Âm 9x nhân 4x, âm 9 nhân 4 là bằng âm 36. X nhân x là x bình phương. Âm 9x nhân âm 3, âm 9 nhân âm 3 trở thành 27. X để nguyên bằng 30. Ta sẽ rút gọn. 36x mũ 2 trừ 36x mũ 2 hết. 27x trừ 12x thì còn 15x bằng 30. X sẽ bằng, suy ra này, bằng 30 chia cho 15 thì là bằng 2. X bằng 2. Đấy, chấm nhá, chúng ta tự kết luận. Vậy x là bằng 2 đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển qua phần B. Các bạn quan sát. B đây. X nhân với để xem đề bài nhá. X nhân với 5 trừ 2x cộng với 2x nhân x trừ 1 bằng 15. Chúng ta sẽ tiến hành giải ý B nào. Chúng ta suy ra, ta nhân x nhân 5 là 5x. X nhân với âm 2x là âm 2x bình. 2x nhân x là 2x bình. 2x nhân với âm 1 là âm 2x bằng 15. Chúng ta tiến hành rút gọn. Âm 2x bình với 2x bình là hết. 5x trừ 2x thì còn 3x bằng 15. Vậy ta tìm được x sẽ là bằng 15 chia cho 3 thì bằng 5. Ta kết luận vậy x là bằng bằng 5. Thì viết 3 chấm nhé, các bạn tự kết luận. Đây là cái câu B của bài số 3. Còn bài số 4 là một cái bài đố đoán tuổi, thì các bạn tự đọc tự xem, chúng ta tìm hiểu, tự tìm hiểu nhá. Bây giờ sang cái phần bài số 5, thầy sẽ hướng dẫn các bạn bài số 5, bài số 6. Bài số 5 này các bạn đọc giúp bạn biểu thức IA, IB. Thầy hướng dẫn các bạn từng ý. IA đây là bài số 5. X nhân với x trừ y cộng với y nhân với x trừ y. Thầy viết biến đổi như sau bằng. Ở đây có nhiều cách, nhưng chúng ta sẽ áp dụng cái cách nhân đơn thức với đa thức nhé. Nào, x nhân x là x mũ 2
x bình phương này, x nhân âm y là âm x y, y nhân x thì để đảo lại thành x y cộng x y, y nhân âm y trở thành âm y bình, vậy thăng bằng âm x y mi x y rút gọn hết, còn lại là x bình trừ y bình, x bình trừ y bình. Như vậy là chúng ta rút gọn xong ý thứ nhất nhé. Bây giờ chúng ta chuyển lại ý thứ hai, ý b. Ý b này, x mũ n trừ 1 nhân với x cộng y trừ đi y nhân với x mũ n trừ 1 cộng với y mũ n trừ 1. Chúng ta tiến hành nhân này bằng, chúng ta hiểu x ở đây là x mũ 1 nhé, x mũ n trừ 1 nhân với x thì ta giữ nguyên cơ số là x cộng số mũ với nhau, n trừ 1 lại cộng với 1, vậy trừ 1 với 1 là hết, còn lại x mũ n thôi. Tiếp theo, x mũ n trừ 1 nhân y là cộng với x mũ n trừ 1 nhân y. Ở đây âm y nhân với x mũ n trừ 1 thì đổi chỗ, thì ta được là âm của x mũ n trừ 1 nhân y. Âm y nhân với y mũ n trừ 1 phải là âm, à đây là mũ 1 cộng số mũ với nhau là 1 cộng với n trừ 1 là còn y mũ n thôi. Đấy. Và ta tiến hành rút gọn hai hạng tử này đối nhau, x mũ n trừ 1 nhân y, đây là âm x mũ n trừ 1 nhân y đối nhau hết, còn này là x mũ n trừ y mũ n. Đấy là kết quả câu B. Bài số 6, đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp số đúng. Giá trị của biểu thức đây, chúng ta thấy giá trị biểu thức này tại x bằng âm 1 và y bằng 1 với a là hằng số là, đây chúng ta người ta cho bốn cái đáp án. Chúng ta sẽ tiến hành tính giá trị của biểu thức này tại x bằng âm 1 và y bằng 1 xem cho nó là giá trị nào, thì chúng ta sẽ đánh dấu x vào kết quả ở cái ô này nhé. Rồi, chúng ta biến đổi này, ta ghi biểu thức ra ax nhân x trừ y, ax nhân x trừ y cộng với y mũ 3 nhân x cộng y, cộng với y mũ 3 nhân với x cộng y. Ở đây thông thường thì chúng ta sẽ rút gọn biểu thức rồi chúng ta mới tính giá trị bằng cách là thay cái giá trị x y tương ứng. Tuy nhiên với bài này chúng ta nhận xét nhanh, x bằng âm 1, y bằng 1 thì là hai số này đối nhau. Mới đây là x cộng y rồi thì chắc chắn là cái này bằng 0 này, rất là nhanh. Cho nên ta thay ngay nhé. Đấy, ta ghi là với x là bằng âm 1 và y là bằng 1, thay vào biểu thức ta được, thay vào biểu thức ta được. Trong biểu thức này, ở đâu có x ta thay bởi âm 1, ở đâu có y ta thay bởi 1. Vậy thì ta được là ax nhân x trừ y cộng với y mũ 3 nhân với x cộng y bằng a để nguyên, x thay bởi âm 1 nhân với x trừ y, tức là âm 1 trừ đi y là trừ đi 1, cộng với y mũ 3, ở đây y là 1, vậy là 1 mũ 3 nhân với x cộng y, x là âm 1 cộng y là 1. Đấy. Đến đây thì chúng ta thấy là đây, bằng, ta thực hiện trong ngoặc nhé, a nhân âm 1 thì là âm a rồi này, nhân với cái này là âm 1 nhân âm 1 âm 1 trừ 1 trừ 1 là bằng âm 2, tức là nhân âm 2 đây, cộng với 1 mũ 3 là 1, nhân với âm 1 cộng 1 là 0, vậy là cái này nhân 0. Vậy thì chỉ còn là âm 3 nhân âm 2 là bằng 2a. Còn lại anh này là 1 nhân 0 bằng 0 rồi, bỏ qua. Kết quả cuối cùng là 2a. Như vậy, người ta bảo là đánh dấu x vào đáp án là đúng. Vậy chúng ta đây là đáp án 2a. Chúng ta đánh x vào đây.
Và như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho chúng ta các bài tập trong sách giáo khoa bài nhân đơn thức với đa thức để tiện theo dõi các video, các bài giảng tiếp theo. Mời các em subscribe kênh và theo dõi lời giải chúng con để biết thêm thông tin. Chúc các em học tập tốt. Chào tạm biệt các em.